Hả? Có đem áo lạnh thêm không? Không, áo này rồi. Được rồi, áo cũng ấm mà. Có đem quên. Đó lâu mới vô nhà hàng mẹ, cả năm mới vô nhà hàng lần. Nhà hàng lá đi gác. Hôm nay gia đình mình đi Las Vegas. Đi xe lóng phụ đề diện. Còn có 4 người, 4 thành viên. Quay khách sạn. Khách sạn. Nhà mình ở lầu 23. Quay khách sạn. Đi đây nè. Đường đi tới casino, chúng mình chuẩn bị đi vô casino. Cả nhà mình. Chào cả nhà gia đình mình đi casino ở Las Vegas. Chào cả nhà. Đi mẹ mẹ. Vô Las Vegas chơi bốn sao. Có thể đi cho nó tìm. Đi nạp mạng. Cả nhà ơi. Nếu mà đi xuống đây là nó có hình nó có xu núi núi lửa đi bộ chút nữa hả? Nô đi bộ ấm mà nó qua mắt luôn. Đúng rồi, đi bộ ấm mà. Đi bộ. Đi xong rồi. Không. Nó mặc đầu nay còn lạnh mẹ. Cái này phải đi bộ xuống dưới kia nó mới được. Xuống dưới kia nó mới có số. Nó ở trên này là trên tàu. Ở trên này trên tàu cho nên đi xuống dưới kia giữa nó là mấy cái khách sạn. Mấy cái tháp, mấy gì. Đây là thành phố Las Vegas. Nhạc đèn số nước nhạc đèn đường xi măng nó có nước các bạn thấy Las Vegas chưa là dưới đèn.